Thật ra thì mỗi một lễ hội sẽ có một cái nét đặc trưng riêng, và mình cảm thấy đối với lễ hội của Sapa thì nó cũng mang một cái màu sắc nó khác hoàn toàn. Chúng tôi luôn không ngừng đổi mới để mỗi lần du khách trở lại là một lần họ thấy Sun World Phan Xoang Legend đổi thay, nhiều màu sắc hơn, giàu trải nghiệm hơn và cuốn hút hơn. Khách ở đây rất là đông, mà chỗ em thì cũng phục vụ từ khoảng 30 người khách trở xuống rồi. Thì lên đấy thì khách cũng yêu cầu nửa gà, nửa lợn, nửa rau, rượu các kiểu thôi. Vì ở trên này thì lên trên này bản sắc, trên này phải ăn theo bản sắc ở trên này. Cái bản sắc văn hóa hết sức độc đáo của 25 nhóm ngành dân tộc của cộng đồng các dân tộc Lào Cai thì đã tạo ra rất nhiều các cái sản phẩm du lịch độc đáo. Đến với Lào Cai thì mùa nào cũng đẹp,